bài hát Dragon Ball ở trong Gusman K360. Dạ đúng rồi, mình chỉnh qua bài khác là mình cứ xoay thôi. Dạ đúng rồi. Tiếp theo là Doraemon nhá. Thích chị đàn á là con chủ động thích hay là sao? Hay là con muốn? Con có kế hoạch gì chưa? Con có kế hoạch học gì chưa? Tự học hay là sẽ học trường lớp? Dạ mẹ con chưa biết. Nhưng mà có quyết tâm là học thật hay không? Học thật giỏi đàn thật hay cho ba mẹ nghe không? Dạ vâng. Chúc con với ba mẹ nè, nhiều sức khỏe ha. Dạ. Rồi chúc con càng ngày càng học giỏi, ăn thật nhiều để cao ông chú ha. Dạ. Ok, rồi chúc cảm ơn con nhiều nhé. Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè để chuẩn bị bàn giao chiếc đàn Gusman K360. Được biết là khách hàng mua tặng chiếc đàn này dành cho con trai của mình. Và bây giờ hãy cùng mình đưa chiếc đàn này vào nhà cho khách và tiến hành unbox nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Với trọng lượng chỉ 6kg, cùng kiểu dáng nhỏ gọn đầy tiện lợi, mọi người có thể mang đàn Gusman K360 đi bất cứ đâu. Như anh em có thể thấy, đàn đang cùng tụi mình len lỏi rất dễ dàng trong những con hẻm của Sài Gòn để vào nhà của vị khách hôm nay. Đàn đã được mang vào nhà khách rồi nha các bạn. Giờ hãy cùng mình unbox nhé. Các bạn sẽ thấy là K360 được đóng gói rất là chu đáo. Hai bên đầu đàn được lót mút xốp để bảo vệ loa khỏi những va chạm không mong muốn. Bàn phím cũng được che mút để cảm giác phím được nguyên bản, không cấn hay sụp phím. Cuối cùng là ni lông để ngăn bụi bẩn và hơi ẩm vào đàn. Và một lưu ý nhỏ dành cho các bạn đó chính là cục phù sẽ được đặt ở miếng mút hai bên đầu đàn nhé các bạn. Hãy nhớ kiểm tra cẩn thận nhé. Bên trong thùng đàn sẽ bao gồm một giá để sách bản to, giúp các bạn có thể để được những chiếc iPad hay là những quyển sách nhạc lớn mà không có vấn đề gì. Rồi tiếp theo sẽ là một sách hướng dẫn, một manual để đi nhà Gusman. Bây giờ anh khách đang tiến hành bốc siêu nhé các bạn. Và quà tặng đi kèm với Gusman K360 như thường lệ sẽ là một chiếc bao cao cấp, một chân đàn ít đôi cực kỳ là cứng cáp. Gusman K360 luôn được update những điều mới cực hot trend trên thị trường hàng tuần, hàng tháng trên website nhạc cụ minh phụng.com, là bạn sẽ không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào để mua hay update các style mà bạn thích. Trong lúc nhân viên đang tiến hành kiểm tra lại các chức năng trên đàn trước khi bàn giao cho gia đình thì hãy tìm hiểu lý do ba chọn mua Gusman K360 cho em học nhạc cùng mình nhé. Đàn sở hữu màu xanh xám navy tạo nên vẻ đẹp lịch lãm vô cùng sang trọng, kiểu dáng hiện đại, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian của người chơi. Sau 11 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, một chế độ off, nắp xoay màu đen cùng dãy sáng LED ấn tượng, tiện lợi cho người chơi chọn điệu và tiếng nhanh chóng. Big Ben cho bạn luyến lấy âm sắc, màn hình LED LCD 4 inch hiển thị rõ nét thông tin bài nhạc dành cho người chơi. Cổng micro, cổng aux in kết nối âm thanh vào đàn, cổng phone để xuất âm thanh ra ngoài loa, cổng kết nối với pedal, cổng USB để cài đặt truyền dữ liệu vào đàn. Không những vậy, các bạn còn được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày, giao hàng miễn phí toàn quốc. Vậy là buổi bàn giao Gusman K360 về với nhà bè hôm nay đã hoàn thành. Hãy đến ngay cái hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bạch Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm ngay mẫu đàn Gusman K360 này nhé các bạn. Giờ thì hãy cùng mình lên đường và đi về lại Điện Minh Phủ thôi.